mừng quý khách đến với siêu thị Hải Minh. Với phương châm sản phẩm chính hãng, dịch vụ linh hoạt, siêu thị Hải Minh luôn mang đến cho quý khách các sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất và đảm bảo giao hàng tận nơi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý khách truy cập website siêu thị hải minh.vn hoặc siêu thị điện máy chính hãng.vn. Xin chào quý khách, hôm nay siêu thị Hải Minh xin giới thiệu cho quý khách dòng máy lọc không khí Meaco Airbus. Sau đây tôi sẽ mở sản phẩm. Sản phẩm đi theo máy gồm quầy hướng dẫn, bảng điều khiển từ xa, giác cắm, đây chính là sản phẩm máy lọc không khí Meaco Airbus, hoạt động trong môi trường 25 m². Nhiệt độ hoạt động của máy là từ -10 đến 70 độ C. Lưu lượng gió của máy có thể chỉnh theo 3 mức độ là 30, 48 hoặc 84 m³/giờ. Máy có thiết kế màu trắng sang trọng và nặng 2,5 cân. Và sau đây tôi sẽ khởi động máy. Bảng điều chỉnh gồm các nút sau. Đây là nút mở tắt của máy. Có 3 mức độ để chỉnh. 2 là cao, normal là bình thường và silent là bé. Hay là mức độ yên lặng cũng được. Quý khách có thể nhìn thấy, tôi sẽ mở nút 2. Máy sẽ mở to lên. Chỉnh sang mức độ bình thường, lưu lượng gió sẽ giảm xuống. Để chế độ silent, gió rất là nhẹ. Đây là bộ lọc của máy. Với cấu tạo nhiều lớp lọc, máy lọc không khí Meaco Airbus có thể lọc diệt vi khuẩn, virus, khử mùi hôi, diệt nấm mốc, bảo vệ sức khỏe cho người già, trẻ em, người nhiễm các bệnh hô hấp và điều hòa không khí. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo hai website siêu thị điện máy chính hãng.vn, siêu thị Hải Minh.vn hoặc call hotline 043-221-6365, 08-3510-2786, 022-535-28-299.